rồi thì sẽ xa sau ngày mai, nên em chưa có muộn phiền để phung phí tháng ngày xuân xanh. Xin em hãy sống vì mình và hãy sống vì những người yêu em, quên đi quá khứ bằng những nụ cười để đau đớn tan vào yêu thương. Đời người đâu ai chưa từng vấp ngã, có phải đâu nào riêng em. Hãy đứng lên đi em, hãy sống cho ngày mai. Vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước, hạnh phúc vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Rồi thì em sẽ thấy nắng sớm mai xua tan màn đêm. Rồi thì em sẽ thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều để em khát khao. Nào gạt đi nước mắt, ngước lên em hãy nhìn trời xanh. Con đường phía trước vẫn đang chờ em khám phá những ước mơ. Đừng buồn nữa nhé em từ đây. Khánh, em ở đây nè. Em đợi anh lâu chưa? Sao lại hẹn anh ra giờ này? Tại em có chuyện gấp, cần phải nói với anh liền. Có chuyện gì em nói lẹ đi, chút nữa anh còn phải đi họp. Anh an tâm đi, giờ này ở đây không có ai qua lại đâu. Anh xin lỗi, anh cũng vì lo cho em thôi. Anh à, em có thai rồi. Hả? Em nói cái gì? Em nói là em có thai rồi. Lỡ chị hai em với lại mọi người biết được thì giờ mình tính sao đây anh? Em bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, để từ từ anh tính cho. Mình yêu nhau mà sao cứ phải lén lút hoài vậy anh? Em yêu anh mà, em chỉ muốn được sống bên anh thôi. Anh hiểu mà. Thôi để từ từ rồi anh tính. Em về đi nha. Giờ anh phải đi họp liền. Đi, nghe lời anh về đi. Vậy nha. Anh thôi bỏ con cá xuống đi, tự tàn ta vẽ tay bà sinh không để vậy người ta tưởng cá ương à. Trời ơi, gỡ giùm cho ăn còn cằn nhằn nữa. Dẹp. Thì ghét. Ủa còn gì vậy? Ăn không ăn đi, gì làm gì cầm chén cơm gì đảo hoài vậy? Dạ tại em không muốn ăn. Cái chuyện của dì với cậu Khánh sao rồi? Quen nhau lâu quá rồi, cái gì cứ nói anh chị tính cho ha. Tụi em đâu có gì đâu anh hai. Vì ngại gì, cả xóm cả làng này ai không biết là gì chối. Mà cậu ấy giàu lắm nghe, nhiều khi lấy cậu ấy rồi anh chị cũng nhờ. Ông nói gì vậy? Thằng đó nó giàu thì giàu, nhưng mà dù gì nó cũng có gia đình rồi, nó dám bỏ vợ nó lấy con Thủy không? Mày nữa nghe, tao nói rồi á, mày với nó phải chấm dứt sớm đi á. Mày là con gái chưa chồng, quen kiểu đó chỉ có thiệt thân thôi, không có lợi lộc gì hết á. Gì vậy? Nhỏ này. Dạ không có sao đâu chị.
Ủa bị gì vậy? Nó bị gì vậy? Gì nữa vậy? Trời đất ơi, ông nội này làm như ông có bầu vậy ta. Vô, 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 vô anh ba. Vô nè anh ba. Vô, vô, vô. Bữa nay là anh em mình uống không sai không về. Nè bà ra làm sao? Bà nướng giùm tôi con khô mực để tôi với anh ba lai rai coi. Bụng định uống rượu thay cơm hay sao mà uống dữ vậy? Uống từ trưa giờ chưa chán sao? Đúng là đàn bà, có nhiều đó là bèn hoài. Bà xuống làm sao nướng tôi lẻ lên. Anh ba, con vợ tôi nó hay làm bèm vậy đó. Tôi lan tiếng là nó im liền à. Mấy anh đừng để ý nha. Đang nhậu ngon mà nhìn mặt vợ ông hết muốn nhậu luôn. Nhưng mà anh nó quan tâm cái chuyện đó làm gì? Có như vậy người ta mới là đàn bà ha. Uống đi. Nói thiệt anh ba nha anh ba. À, giờ này anh ba ngồi nhậu vậy á, không lái xe chút nữa về đi xa la rồi sao anh ba? Mày hỏi gì không quê chứ hỏi đó tao quê á. Tội có lo. Thằng Thiên này là không sợ trời, không sợ đất, không lẽ đi sợ vợ. Thấy không? Yên tâm, đàn bà chỉ cần nói một câu vô lỗ tai nói nhỏ là xong hết. Thấy không? Anh á, anh nói nghe cũng đúng. Chắc tôi cũng phải học cho anh Kiêu, để con vợ tôi á nó khỏi cằn nhằn nhức đầu lắm bên ba. Yên tâm đi, đàn bà thích nói ngọt lắm, nói vài câu ngọt vô lỗ tai là mình nhậu đã luôn. Thí dụ như nãy kêu nướng khô mực á, mình ơi nướng cho anh con khô mực đi mình, rồi mình nhậu xỉn vô mình nướng nó. Đúng không? Đúng vậy đó anh ba. Bây giờ không có mồi chứ gì, đậu đồng làm gì, quất nó mẹ đậu đồng nó dễ, rồi nhậu vô quậy. Thấy không? Thôi vô. Vô anh ba, anh ba hết rượu rồi, vô con cái đi. Rồi. Vô. Vô. Dạo này bà có nghe thiên hạ bàn tán về cái chuyện con Thúy em bà Sa với cậu Khánh con rể ông chủ tịch xã không? Tôi nghe chứ sao không. Chuyện gì với chuyện đó hả? Sao không nghe được? Cậu Khánh nhìn bề ngoài hiền lành vậy mà cũng dám có vợ lẻ vợ mọn. Có vợ giàu sang vậy mà còn muốn gì nữa chứ. Nhưng tôi chỉ sợ con Thúy á, nó bị đánh ghen thôi. Con gái chưa chồng á, mà để bị mang tiếng gian díu với người có vợ thì còn mong lấy ai được nữa. Mấy bà nhiều chuyện, rảnh quá không có chuyện gì làm lôi chuyện người ta ra nói vậy đó hả? Ủa, cô Sa mới ra đó hả? Tụi tôi chỉ nói chuyện chơi thôi. Nói chơi gì đâu. Bà đó, bà nhiều chuyện vừa phải thôi. Chuyện của ai cũng lôi ra ngồi lê đôi mắt được là sao vậy hả? Cô cứ quá lời à, tôi ngồi lê đôi mắt chuyện gì chứ? Những cái chuyện mà tôi nói á, ở đây có ai mà không biết đâu. Biết biết gì, bà nữa đó. Không bàn chuyện người khác ăn cơm không ngon hả? Khó chịu hả? Tôi nói rồi á, tôi mà còn nghe một lần nữa mà lôi chuyện gia đình tôi ra nói là đừng có trách tôi à. Nghe tên con Sa này chưa? Nhiều chuyện thì ghê luôn à. Rảnh thì đi làm đi, ngồi đó nói chuyện người ta không à. Thôi đi bà. Người ta chỉ nói sự thật thôi, chứ có thêm bớt gì đâu. Người gì mà hung dữ thấy ớn. Ừ, người ta nói sự thật mất lòng mà. Bà nghe bà nói đúng quá nên bà bực chứ làm sao. Bởi vậy bà nói đúng á. Ừ, em gái bà nói vậy á, làng trên xóm dưới ai không biết phải không? Ừ, chẳng lẽ bà không biết hay sao? Tôi nghĩ bà mất ăn mất ngủ dữ lắm á. Thôi bà nói bớt lại đi, bà mà nghe được á có chuyện nữa đó. Ê,
Nói gì nói hoài vậy ta? Không có gì hết á. Về. Ba, giờ mà con còn lo cho nó được hả? Bộ con không nghe gì hết sao? Thiên hạ người ta đang đồn ầm lên kìa. Bữa nay á, ba nhất định phải nói phải quấy với thằng Khánh. Không có cái nhà này thì nó có được như ngày hôm nay không chứ? Vậy mà dám ăn ở một dạ hai lòng thì tức chết đi được. Ba ơi là ba, con năn nỉ ba luôn á. Chuyện hai vợ chồng con á thì để hai vợ chồng con tính. Con đã có cách của con rồi. Cách gì? Con nói thử cho ba nghe coi. Ba yên tâm đi, con sẽ kéo chồng con về. Con không thể nào để cho anh sống như vậy được. Con không thể nào thu con nhỏ nghèo hèn đó được. Vậy thì tùy con. Nếu cần ba giúp gì thì con cứ nói. Ba không nghĩ là thằng Khánh nó không sợ cái quy của ba. Dạ. Thưa ba, con mới về. Anh về rồi đó hả? Anh lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm cho nóng. Hôm nay á, em nấu nhiều món ngon cho anh lắm đó. Thôi, anh không ăn đâu. Anh thấy trong người hơi mệt, anh lên lầu nghỉ chút đi. Dạ, con xin phép ba. Ba không biết nó còn muốn cái gì nữa đây. Ảnh, con phải chịu đựng hoài như vậy sao con? Chị mới về. Còn hỏi nữa hả? Bữa nay mày biết ở ngoài ruộng tao măng nhục cỡ nào không? Hả? Con quỷ. Có chuyện gì vậy chị? Con chỉ gì nữa? Chuyện mày với thằng Khánh á. Bây giờ đi đâu người ta cũng xì xào bàn tán chuyện đó hết trơn á. Đẹp mặt quá hả? Tao đã nói với mày rồi, chấm dứt với nó đi, không có qua lại gì hết. Tại sao mày không nghe? Hả? Bộ mày muốn bây giờ tao phải quỳ xuống tao xin mày, mày mới chịu hả? Dạ không phải như vậy đâu chị. Em... Bây giờ mày nói đi, tới chừng nào mày mới chịu nghe lời tao? Hả? Trời ơi, con gái mà ngu quá. Mày yêu đó mày được cái gì? Hả? Em không bỏ anh được đâu. Em... Mắc mớ gì bỏ không được? Bộ mày mang nợ nó mày dứt ra không được hả? Em đã lỡ... Ê, nói thiệt coi, dính bầu hả? Dính bầu rồi phải không? Trời ơi, nó mà ngu quá. Nó có vợ rồi mà tại sao để dính bầu với nó lại sao? Làm sao đi nè? Đi vậy ta, đứng dậy. Đi, đi. Đi đâu vậy chị? Trời ơi, thì đi tới gặp thằng đó, nói mọi chuyện cho nó rõ ràng. Chứ bộ bây giờ mày tính để yên cho nó vậy hả? Không, đừng mà chị hai ơi. Em xin chị, chị đừng có làm lớn chuyện lên như vậy. Em không muốn làm anh khó xử. Trời đất ơi, như vậy rồi mà mày còn lo giữ thể diện cho nó nữa là làm sao? Hả? Bộ mày muốn cả nhà này mang nhục gì mày hả? Em xin chị mà, chị cứ để cho em tự giải quyết được không chị? Trời ơi con này, mày đúng là mày mờ mắt vì yêu rồi. Biết nó có vợ con rồi mà sao còn ngu quá vậy hả? Ui, chị hai, chị... Chị em gì? Nhiêu tiền vậy chị? 12.000. Cảm ơn chị Nga. Ủa, cô Hạnh bữa nay cô cũng đi chợ nữa hả? Dạ. Bán trái con ký đường. Bao nhiêu vậy cô? 7.000. Dạ, con cảm ơn con. Cô Hạnh, tôi nói chuyện với con chút xíu được không? Dạ được, có gì không cô? Có chuyện này á, tôi nghe người ta bàn ra thắng giàu. Bây giờ tôi nói cho cô biết. Dạ, có chuyện gì cô cứ nói. Thì cũng là chuyện cậu Khánh chồng cô á. Anh Khánh nhà con vẫn bình thường mà, đâu có gì đâu cô. Có thiệt là cô chưa nghe gì không? Con có nghe người ta nói gì đâu cô. Mà có chuyện gì hả cô? Chắc cô ra khỏi nhà nên cô không biết gì.
Giờ đi đâu cũng nghe người ta bàn ra tán vào về chuyện cậu Khánh qua lại với con Thúy, em gái của bà Sa. Cô nói sao chứ, chồng của cháu ngoan lắm, anh đi làm là anh về à, anh đâu có đi đâu đâu cô. Với lại anh đâu có thời gian gặp ai đâu. Bởi vậy mới nói người trong cuộc mới biết sao cùng. Đàn ông mà đâu có phải về nhà đúng giờ là cô tin tưởng được đâu. Cô nói vậy là sao ạ? Thì sự thật chứng minh rành rành rồi đó. Tôi không có nói sai đâu. Chắc không có tin. Chồng cháu không phải là người như vậy. Cô đừng nghe người ta đặt điều, người ta ghét người ta nói như vậy à. Không phải chỉ có một mình tôi, mà làng trên xóm dưới này ai cũng đều biết hết á. Tôi chỉ sợ cô bị gạt á, nên tôi mới nói cho cô biết thôi. Dạ, cháu cảm ơn cô đã quan tâm à. Thôi, tôi về trước nha. Có dạ. Gì gặp lại ha. Ủa, bà Sa? Ủa, cô... Tôi là Hạnh, con ông chủ tịch xã. À, biết, biết. Chào chị. Tôi là vợ của anh Khánh. Chắc chị có biết anh Khánh đúng không? Biết. Kêu tôi có chuyện gì không? Tôi nghĩ tôi không cần phải hỏi. Chắc chị cũng biết tôi tìm chị với mục đích gì. Cô nói vậy là ý gì? Ý gì? Tôi muốn gặp em gái chị để hỏi tại làm sao mà cô ta lại đi phá gia can của người khác như vậy chứ. Mà chị cũng có gia đình, sao không lo dạy dỗ em chị đi? Tưởng chuyện gì. Còn nếu mà chuyện đó á, đâu phải một mình con Thúy nhà tôi có lỗi đâu. Sao cô không lo dạy chồng cô trước đi, mà tìm tôi có chuyện gì? Chị đúng là cái đồ. Tôi kiếm chị để yêu cầu cô Thúy chấm dứt ngay chuyện vụng trộm với chồng tôi. Nếu không... Không thì sao? Bộ cô tưởng hả mình cô mới có quyền nói hả? Tôi á còn tính dắt con Thúy qua gặp chồng cô nói chuyện cho đàng hoàng đây nè. Chị muốn cái gì? Con muốn gì? Cô về nhà hỏi chồng cô á, nó tán tỉnh con Thúy, bây giờ làm cho con Thúy có bầu chà bá lên, rồi bộ tính bỏ dễ dàng vậy hả? Con Thúy có thai với chồng tôi rồi hả? Nó tò te cho thằng Khánh, không lẽ nó có bầu với người khác. Cô về nói với chồng cô á, mau giải quyết đi nha. Chứ nếu mà để như vậy á, là tôi không có để yên đâu á. Mà nghe nói cậu ta mới được vào đảng phải không? Tôi mà la làng lên á, liệu có yên được không? Tôi biết á, chị lo cho cô Thúy nên mới nói như vậy. Nhưng nếu chị làm ầm lên á, thì có cái lợi gì cho chị chứ? Được hay không được gì, tôi cũng phải la làng lên cho mọi người biết bộ mặt thật của một cán bộ gương mẫu là như thế nào. Bây giờ cứ cho chị đến cơ quan anh Khánh cho mọi người biết đi. Cùng lắm á thì anh bị cấp trên khiển trách. Nhưng mà mấy ai tin chồng tôi á đi dụ dỗ em gái của chị? Hay là ngược lại, vì chồng tôi có tiền có quyền mà đúng không? Rồi sao? Cô Thúy là gái chưa chồng, nếu để chuyện này đột ầm lên á, liệu có ai còn đủ can đảm để cưới cổ nữa không? Điều này chị chưa từng nghĩ tới đúng không? Chị cũng biết đàn ông mà, khi mọi chuyện qua đi á thì đâu lại vào đó thôi. Họ sẽ không bao giờ bỏ bê gia đình của mình đâu, để chạy theo những tình cảm nhất thời đâu. Là một người chị, tôi nghĩ chị biết phải làm gì để tốt cho em gái mình. Gì ạ? Đây là số tiền tôi đã chuẩn bị cho chị. Tôi khuyên chị đưa cổ đi giải quyết cái thai đó đi, để lâu á cũng không giấu được đâu. Cùng là đàn bà với nhau, tôi rất thông cảm cho những giây phút nông nổi của cô Thúy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ cô phải đoạn tuyệt với quá khứ. Số tiền này tôi không nhiều,
nhưng tôi chắc cũng đủ để cổ làm lại cuộc đời đó. Chị cứ nhận đi, biết đâu sau này cổ tìm được một người chồng tử tế thì sao. Tôi biết là chị luôn mong muốn em gái của mình có được cuộc sống hạnh phúc. Chị nên nghĩ kỹ những gì tôi nói. Chị chỉ muốn tốt cho Cưng thôi. Nhà chỉ có hai chị em à, ba má mất sớm, nên chị có trách nhiệm lo cho Cưng, hiểu không? Mày phải bỏ cái thai đi để còn làm lại cuộc đời. Đã biết á là quan hệ với thằng Khánh không đi đến đâu thì giữ làm cái gì. Em không bỏ con em được đâu chị hai à. Trời ơi, mày phải nghe lời tao. Trì quản ngày nào là lo ngày đó, biết không? Bây giờ mày có nghe thiên hạ đàm tiếu không? Tối ngày mà cứ nghe vậy riết rồi chết vì nhục mất á. Chị đừng có ép em mà. Em gặp anh Khánh rồi, anh hứa anh sẽ lo cho em, anh không có bỏ em đâu chị. Nó nói với mày vậy hả? Dạ. Ủa vậy sao con vợ nó... Chị nói vậy là sao? Bộ vợ ảnh có gặp chị hả? Nói vậy chứ sức mấy nó dám gặp tao. Gặp tao tao chém chết à. Dám gặp. Ủa, Bơi ba. Vào đi, cổng mở. Thưa ba, con mới tới. Ôi, nhà nó cúp điện. Hai cha con mình ngồi đây đi. Dạ. Ngồi đi con. Dạ, ba gọi con qua đây có chuyện gì không ba? Dạo gần đây, ba nghe người ta đồn đãi rất nhiều về chuyện tình cảm bên ngoài của con. Dạ, thưa ba con... Không có cái chuyện gì mà giấu mãi được đâu. Chắc con cũng biết sức mạnh của quy luật ghê gớm ra làm sao mà. Ba hiểu, đàn ông á thì cũng có lúc là ngoài vợ ngoài chồng. Con liệu bề mà giải quyết cho ổn thỏa. Đừng để chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Không nên đâu. Thưa ba, con... Ba không muốn nghe con giải thích. Ba biết, có thể con đến với con Hạnh không hẳn là vì tình yêu, nhưng chắc con cũng không bao giờ quên cái quá khứ nghèo khổ của mình. Ba hiểu rằng con nhờ có ai mà con có được hạnh phúc và sự nghiệp như ngày hôm nay. Dạ. Ba chỉ có một mình con Hạnh. Bao nhiêu tài sản ba tích góp gầy dựng cả đời cuối cùng á thì cũng thuộc về vợ chồng của con. Nhưng ba không muốn con Hạnh phải chịu khổ. Bây giờ con có hai con đường để lựa chọn. Một là chọn gia đình thì con sẽ có tất cả. Bằng ngược lại, con sẽ thân bại danh liệt. Con nên cân nhắc cho thật kỹ. Ba không muốn ép con, nhưng ba tin con là người thông minh và con sẽ lựa chọn một cách tốt nhất. Dạ, con xin nghe lời ba. Xin phép ba con về. Ba biết con sẽ nghe lời ba mà. Thưa ba, con về.
Ba chỉ có một mình con Hạnh. Bao nhiêu tài sản ba tích góp gây dựng cả đời, cuối cùng thì cũng thuộc về vợ chồng của con. Nhưng ba không muốn con Hạnh phải chịu khổ. Bây giờ con có hai con đường để lựa chọn. Một là chọn gia đình thì con sẽ có tất cả, bằng ngược lại con sẽ thân bại danh liệt. Con nên cân nhắc cho thật kỹ. Dạ, thưa chú mới tới. Mệt lắm hả? Dạ. Thấy mặt mày cũng sáng sủa lắm mà. Sao mà đi vác gạo hả con? Dạ, con kiếm tiền để đi học. Trong thời gian qua, chú thấy con làm việc cũng giỏi giang, siêng năng. Qua nhà ở làm con nuôi của chú. Chú sẽ lo tiền cho con ăn học. Ở nhà chú chỉ có một đứa con gái à. Được dạ, không? Dạ. Vậy nha. Sao anh ngồi đây? Có chuyện gì hả? À không, tại anh thấy khó ngủ thôi mà. Anh có bị sao không? Hay anh thấy trong người không khỏe chỗ nào? Không có đâu, anh khỏe mà. Tại vì anh đang có vài việc quan trọng cần phải giải quyết thôi. Có chuyện gì anh kể cho em nghe được không? Mình là vợ chồng mà. Em rất muốn chia sẻ với anh mọi chuyện. Không có gì đâu, em đừng quá lo lắng. Chỉ là mấy chuyện ở cơ quan thôi mà. Bộ ở cơ quan dạo này nhiều việc lắm hả anh? Sao mà anh không kêu ba sang bớt việc cho người khác làm? Hay là như vậy đi, nếu mà anh ngại á, em sẽ nói chuyện với ba nha. Đâu có được, người nào có việc người đó mà. Việc của mình thì mình phải làm, chứ đâu có đùn đẩy cho ai được em. Nhưng mà thực sự là em rất lo cho sức khỏe của anh. Anh không sao thiệt chứ? Ừ, anh không sao mà. Chỉ là suy nghĩ nhiều nên đầu óc anh hơi căng thẳng một chút thôi. Ngày mai anh sẽ bình thường trở lại thôi mà. Em biết anh là một cán bộ gương mẫu, đang được cơ quan tín nhiệm, cho nên là áp lực công việc rất là lớn. Nếu mà anh có chuyện gì cũng phải từ từ tìm cách giải quyết nha anh. Anh á, đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình á. Ừ, anh hiểu mà. Cảm ơn em đã lo cho anh. Em là vợ anh, em không lo cho anh thì em còn lo cho ai nữa chứ. Để ngày mai á, em đi chợ nấu mấy món ngon cho anh ăn nha. Thôi, khuya rồi, mình lên nghỉ đi. Mà anh còn phải đi làm sớm. Đi em. Thôi, anh lên trước đi, em nghe điện thoại đã. Alo. Hạnh đó hả con? Bà đây. Ủa? Sao giờ này mà ba con chưa ngủ vậy? Ba không ngủ được nên gọi điện thoại coi mọi chuyện thế nào rồi. Mà từ chiều giờ con thấy thằng Khánh có gì thay đổi không? Ba đã gọi nó đến nhà và làm theo ý của con rồi đó. Dạ, dạ, con biết rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Nhưng ba vẫn chưa có yên tâm lắm. Lúc ba nói chuyện đó, nó không nói lại câu nào hết. Chắc là có khi nó không nghe. Ba à, ba đừng có lo. Con nghĩ lúc này có cho vàng, anh ấy cũng không dám bỏ sự nghiệp của mình đâu. Anh không dám bỏ tất cả để chạy theo con đàn bà đó đâu. Những hạng người vốn xuất thân nghèo khó như anh ta thì không can đảm từ bỏ tất cả đâu ba. Nhưng mà con có chắc không? Dạ chắc chứ ba. Thôi ba ngủ sớm đi nha. Chuyện của con á, con sẽ biết cách mà.
ba đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Nghe ba. Ừ, con đã nói vậy thì ba khỏi lo nữa. Thôi con đi nghỉ sớm đi. Dạ thôi, con chào ba. Anh à, anh tìm được cách gì chưa anh? Chuyện của mình nó không có để lâu được đâu. Anh nhìn nè, cái bụng của em á, càng ngày nó càng lớn ra đây nè. Hổng ra chị hai á, cứ la em hoài à. Chị bắt là em phải bỏ cái thai, nhưng mà em nhất quyết không chịu. Em có hứa là sẽ tìm cách giải quyết để gia đình không bị mang tiếng. Anh, nãy giờ anh có nghe em nói gì không? Sao anh không nói mà anh im lặng hoài vậy? Anh có nghĩ ra được cách gì chưa? Anh nói em nghe liền đi. Anh xin lỗi em. Sao lại xin lỗi em? Bộ có chuyện gì hả? Anh đã nghĩ kỹ rồi. Em nên nghe lời chị hai em đi. Anh nói gì vậy? Bộ anh muốn em bỏ con thiệt hả? Vậy sao hôm trước anh nói sẽ lo cho em và con? Anh gạt em phải không? Anh hết yêu em rồi đúng không? Anh yêu em, nhưng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được. Anh đã có gia đình, anh không thể bỏ vợ con anh được. Cổ không có lỗi gì hết. Vậy còn em, chẳng lẽ em yêu anh cũng có tội sao? Em nghe lời anh đi. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em hãy dùng số tiền này đến bệnh viện đi nha. Không, em không bỏ con đâu. Đó là kết quả tình yêu của hai đứa mình mà. Em xin anh đó, anh đừng bắt em bỏ nó nha. Em xin anh. Em đừng có như vậy. Em phải nghĩ đến tương lai của mình nữa chứ. Tương lai hả? Em đã từng nghĩ tương lai của em là được sống hạnh phúc bên anh và con. Vậy mà sao anh nỡ? Em hãy tha thứ cho anh. Anh chỉ là thằng đàn ông ích kỷ và khốn khổ. Em hãy quên anh đi nha. Em hãy làm lại cuộc đời. Em hãy tìm cho mình một người chồng tốt và sống hạnh phúc nha. Nghe anh đi ha. Thôi, anh đi đây. Anh ơi. Tại sao lại như vậy? Má phải làm sao đây? Má phải làm sao đây? Đã vậy rồi còn suy nghĩ gì nữa? Bỏ cái bầu đi, còn làm lại cuộc đời nữa. Mà nói thiệt, thằng đó sợ Khanh thiệt ông đúng không? Phải không? Đúng không? Ơi, thằng đó sợ Khanh thiệt đúng không? Nào, trời ơi, cái thằng Khanh chứ thằng nào. Thằng quỷ quá sợ trời Khanh. Trời ơi, lúc mà muốn cua con người ta thì nói ngon nói ngọt, dụ dỗ nhỏ cho bằng được à. Giờ đến khi con nhỏ có bầu, cái bỏ của chạy lấy người, chịu nổi không? Bởi vậy tôi không hiểu tại sao cái thứ đó mà còn được tín nhiệm, còn được bầu làm ông này ông kia nữa ta. Chuyện sờn sờn trước mắt bộ bà không thấy sao bà hỏi nữa. Nó có cái gốc bự là ông và vợ nó đó. Ông và vợ làm lớn, nguyên ô dù che nó, che nắng cho nó, sợ gì? Đúng là ông trời không có mắt. Đưa đây đếm phụ chứ. Ngày mai á, tao đưa mày tới bệnh viện thanh toán cái của nợ đó đi nha. Không, bây giờ là không có lý do gì để trì hoãn nữa đâu á. Để lâu là nguy hiểm. Nè, nhiều đây thôi. Nghe tao nói gì không? Dạ. Nghe tao nói gì không? Dạ. Dì đừng khóc nữa.
Vì còn trẻ mà, lo gì sau này không kiếm được một tấm chồng đàng hoàng. Chứ bây giờ dì không có chồng mà có con nè, rồi thiên hạ người ta cười là cười ai? Cười vô mặt tôi nè. Trong khi tôi uy tín trong cái xóm này như vậy đó, rồi để trong nhà vậy là tôi mang tiếng lắm. Anh hai mày nói đúng á. Không chồng mà có con, không những bây giờ gia đình mình muối mặt với mọi người, phải không? Mà sau này á, thiên hạ người ta dị nghị, người ta dè biểu, rồi đứa nhỏ cũng ngóc đầu lên không nổi. Em hiểu rồi. Em sẽ nghe theo lời của anh chị. Vậy đi. Mày đi lẹ lẹ coi mày làm gì rề rề dữ vậy? Nói nghe, mày đừng có lo. Chị nghe người ta nói á, làm cái này lẹ lắm. Lấy muỗng múc cái rột xong rồi, không có đau luôn á. Thiệt không chị? Ai biết thiệt hay không, mà nghe mấy người làm rồi người ta kể vậy đó. Chuyện nhỏ thôi, trời ơi, một ngày là ở đây biết bao nhiêu người vô làm cái vụ này. Yên tâm đi, lẹ đi vô làm còn làm thủ tục nữa. Lẹ đi, vô khám còn ra làm thủ tục nữa. Vô đi. Chị ngồi đây chờ nè nha không. Dạ, cho em làm thủ tục. Em đợi bác sĩ chút xíu nha. Cô lên nằm trên giường đi, rồi tôi khám cho. Dễ lắm hả? Đã biết làm bậy mà còn sợ đau đớn nữa. Thôi biết rồi, để tôi về tôi dạy lại nó. Nhục không biết sợ mà sợ đau. Để đó. Ê Thúy à, trời ơi, mày chạy đi đâu vậy? Thúy ơi, ba sao rồi con? Nó có chịu vô bệnh viện không? Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch rồi ba. Vậy thì được rồi. Ba không ngờ đến lúc này mà con vẫn bình tĩnh với thằng Khánh và không làm to mọi chuyện. Đàn bà ghen á thì cũng có 5-7 đường ghen ba. Con không thể chọn cách bình thường như những người khác được. Làm cách nào á vẫn giữ được chồng thì mới nên ba. Cho tới bây giờ ba vẫn còn giận thằng Khánh lắm. Tại sao nó dám ăn ở hai lòng với con chứ? Trong công việc á, ba luôn tìm cách cân nhắc, còn con á thì hết lòng hết dạ với nó. Vậy mà nó dám. Cho dù anh có phản bội con thì con vẫn thương ảnh ba. Phụ nữ đúng là lúc nào cũng yếu đuối, nhè dạ. Giờ mọi chuyện cũng tạm ổn rồi, con quyết định giấu hết mọi chuyện không cho ảnh biết. Nếu mà ảnh biết con ép con Thúy phải bỏ cái thai thì ảnh sẽ nghĩ con là người bụng dạ hẹp hòi. Bởi vậy con sẽ giả vờ như không biết chuyện gì hết. Con muốn suốt đời ảnh lúc nào cũng nghĩ rằng ảnh có lỗi với con. Ba thấy được không ba? Cái đó tùy con. Làm sao giữ được hạnh phúc của con thì con cứ làm. Hạnh à, những gì con nhờ ba, ba đã sắp đặt xong hết rồi. Ba đã mua cho con một căn nhà trên thành phố và quyết định sẽ giao cho con toàn bộ cổ phần. Ba chuẩn bị rồi, mà ba đã chung vốn với chú Tư. Con á, phải để cho thằng Khánh nó quản lý cái việc đó. Ráng làm sao để tài sản nó phát triển thêm. Đó là tài sản mà ba thừa kế cho con đó. Như vậy là ba đã hết lòng với con rồi nha.
con nên nói sớm cho thằng Khánh biết để nó còn sớm chuẩn bị. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Chuyện gì á, ba cũng chiều con hết. Con nói cái gì kỳ vậy? Ba chỉ có mình con, không lo cho con thì còn lo cho ai nữa chứ. Thôi ba nghỉ ngơi đi. Con về con còn báo cho anh Khánh. Ừ. Dạ. Uống nước đi rồi về con. Dạ thôi, con cảm ơn ba. Anh, em suy nghĩ rồi. Hai vợ chồng mình sẽ chuyển lên thành phố xong, không sống ở đây nữa. Sao vậy? Anh thấy sống ở đây cũng tốt mà. Đúng, tốt thì cũng tốt thiệt, nhưng quê mình nghèo quá, biết tới khi nào mới khá lên được. Sự nghiệp của anh nữa, làm sao để thăng tiến được chứ. Thiệt tình là anh chưa nghĩ đến chuyện này. Anh sống đơn giản, cho nên anh rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng anh cũng phải nghĩ tương lai con cái của mình nữa chứ. Sau này khi có con, em muốn tụi nó phải học tập trong môi trường thật là tốt, chứ không phải như ở đây. Em cũng nói chuyện này với ba rồi, ba rất tán thành. Và định sang tên cái nhà này cho hai vợ chồng mình. Tóm lại tụi mình bán đi, rồi lên trển cái vốn làm ăn. Anh sao vậy? Không muốn đi chứ gì? Hay ở đây á còn có cái gì lưu luyến, cho nên anh không muốn rời xa. Không có đâu, chỉ là anh thấy chuyện này đột ngột quá, cho nên anh đang cân nhắc thôi. Có gì đâu á, mà anh phải đắn đo cân nhắc cho mệt. Không chừng lên trển á, cuộc sống của mình còn tốt hơn ở đây nữa. Mình có tiền á thì cũng nên tìm nơi nào sống tốt hơn. Em không nói nữa, ngủ đi. Thì anh muốn phụ em cho em đỡ mỏi chân thôi mà. Tôi không có cần ai phụ hết á. Tự tôi đi được, đi trước đi. Giữa anh với em á, em còn giữ khoảng cách gì nữa? Thì cuộc đời hay nhìn trời xanh. Bà gã cho Khánh dễ đưa tiền lẻ, đưa tiền cắt, đưa tiền từ. Bà gã cho Loan đưa cũng mấy ngàn đô. Mày mà giải quyết được công việc gia đình được không? Hồi nãy giờ mày đứng đây mày nghe hết cái kế hoạch gã chồng mày bóp cho mày rồi hả? Sướng quá rồi còn gì nữa con. Nhỏ này kìa nghe, chuẩn bị đi học tiếng Đài Loan đi, để về tâm sự với chồng mày. Tiền đâu mà học thiệt? Ê, sao đi kiểu gì vậy? Xe đạp mà còn đi không dẫn. Tôi phải hỏi mấy người đi đến chỗ gì mới đúng. Trời, Dương làm gì vậy Dương? Tao ăn. Dương ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.